Trong khi đó, ở Lào Cai, do mưa lớn kéo dài, rạng sáng ngày 22 tháng 5, trên đoạn đường tỉnh lộ 155, khu tái định cư thôn Can Hồ B, gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, đã xảy ra sụt lún đường nghiêm trọng, gây hư hỏng nhà dân và khiến cho một người bị thương nhẹ. Vụ sụt lún đường nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 155 đã tạo thành hố sâu 2m, rộng khoảng 100m. Tại thời điểm xảy ra sụt lún, có hai người đi trên một xe máy lưu thông trên đường. Do trời mưa và tối nên đã bị rơi xuống hố. Rất may chỉ có một người bị thương nhẹ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa. Vụ sụt lún còn làm ảnh hưởng đến 3 hộ dân sinh sống gần đó, khi nhà cửa có dấu hiệu nứt gãy nền và sân nhà. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.